Xin chào các bạn, mình là Kim Huệ. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn bài nhảy Babylon với điệu Zumba và Cha Cha Cha. Bài này rất đơn giản thôi. Bài này gồm có 3 tổ hợp, 2 tổ hợp chính và 1 tổ hợp dạo nhạc. Đấy. Thì không để chúng ta đợi lâu, Kim Huệ sẽ hướng dẫn chúng ta cùng hướng, chúng ta theo dõi nhé. Tổ hợp thứ nhất gồm 4 câu, mỗi câu 8 nhịp. Ta bước chân phải, chéo qua chân trái. Đấy. 1, 2, đồng thời 2 là ta đưa chân trái sang ngang, tay phải ta đưa lên. Ta bước lại nha. 1, 2, tiếp tục, trả lại chân trái. 3, 4, đấy. Ta bước lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta bước lại. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Ta bước lại nốt lần này có 1 nhá. Ta chú ý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục sang câu 2 gồm 8 nhịp, ta chuyển trọng tâm sang chân phải, tay ta đưa lên, tay phải ta đưa lên. 2 2 3 4, tay ta kéo dần nhá. 2 2 3 4, chuyển trọng tâm sang chân trái. 5 6 7 8. Đấy. Ta đến lại. 2 2 3 4 5, 6, 7, 8. Ta đếm lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta bước lại 2 tổ hợp. 2 tổ hợp 1, câu 1, câu 2 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta bước lại câu 1 và câu 2. Tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục câu 3. Đấy, ta sẽ đưa tay. Đấy, ta đưa tay sang bên phải. Thời chân ta bước nha. 3, 2, 3, 4. Đấy, ta bước lại. 3, 2, 3, 4. 4 là ta dọc chân trái đồng thời tay ta vỗ. Đây, đây này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta bước lại, cô 3 nhá. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta bước lại cô 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta bước lại câu 1. Đến câu 3 của tổ hợp 1 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. Đấy, ta đánh. Ta bắt đầu. 4, 2, 4 ta đánh, 4 ta đưa tay vào này, đúng không? 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta đếm lại nha. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta đến lại tổ hợp 1, toàn bộ tổ hợp 1 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
có 4 câu với câu 8 nhịp. Cha bước cha 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 lùi nhá. Ngang và đưa chân lùi xuống. 1 và 2. Đấy. 3 4 tiếp 5 và 6 7 8. Ta bước lại hai câu cha cha lùi lại. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8. Tiếp tục. 2 2 và 4 à? 2 2 3 4. Đấy, ta bước lại nha. 2 2 3 4. Đấy, ta giả lại là 5 6 7 8. Ta bước lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp sang câu 3 nhá. Đã các bước chân phải lên. 3 2 vâng. 3 4 đấy. 5 6 7 8. Ta bước lại. Đưa bước chân phải lên đồng thời tay ta đưa lên. Đúng không? 3 2 3 4 5 6 7 8. Câu 4 của tập 4. 4 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Nào. Nào, bước lại. Câu 4 của tập 2. 4 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Chúng ta cùng với Kim Huệ bước lại tổ hợp 2 nhá. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta sẽ bước lại tổ hợp 2 cùng với Kim Huệ, bởi vì tổ hợp 2 này tương đối khó hơn tổ hợp 1 một chút. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta đã học xong hai tổ hợp. Bây giờ chúng ta cùng Kim Huệ nhảy lại hai tổ hợp nhé. Và chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp 3 là tổ hợp dạo nhạc. Rồi 1. Bước chân phải lên chéo sang bên trái nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 chuyển. 2 2 3 4 chuyển. 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Đó là 2. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó chúng ta chuyển sang phần dạo nhạc. Ở dạo nhạc lần đầu thì chúng ta có 4 bước đệm. Đáng rồi. 1 2 3 4. Sau đó ta vào tổ hợp dạo nhạc. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4
4 5 6 7 8 3 2 3 4 nào. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, phân giọng nhạc 1 thì chúng ta nhớ là có thêm 4 nhịp đệm nào. Nào, đi về đây rồi ta. 1 2 3 4 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, sau đó ta vào hai lần, ta đi hai lần tổ hợp 2 và hai lần tổ hợp 1. Đấy, và ta vào bước dạo nhạc. Bước dạo nhạc xong là chúng ta vào hai lần tổ hợp 1 nữa là ta kết thúc. Đấy, vào hai lần tổ hợp 1 và một lần tổ hợp 2 là ta kết thúc. Bây giờ chúng ta cùng với Kim Huệ đếm lại toàn bộ bài nhảy, vừa nhảy vừa đếm để chúng ta theo dõi nhé. Ta lưu ý tổ hợp thứ nhất nào, thường thường là đi hai lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Xong hai lần của tổ hợp 1, chúng ta chuyển sang tổ hợp 2. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Ta đi 4 bước. 1 2 3 4. Cho ta vào một tổng nhạc. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó ta vào hai lần tổ hợp 2. Đi hai lần tổ hợp 2. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp lần thứ 2 của tổ hợp 2. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó là ta đi vào tổ hợp 1 2 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8.
5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó ta tiếp tục vào tổ hợp 1 2 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó ta vào tổ hợp kết là tổ 2. 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 chào. Vậy Kim Huệ vừa nhảy vừa đến bước cùng với chúng ta bài nhảy Babylon với điệu Zumba cha 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 kết hợp. Chúng ta cố gắng học từng tổ hợp thuộc và chúng ta vào bài thì bài này rất là hay và nhộn. Các bạn thấy video của Kim Huệ hay thì cho Kim Huệ xin một đăng ký và thêm phần góp ý kiến của các bạn để video sau của Kim Huệ là làm tốt hơn. Đấy. Kim Huệ xin chào cả nhà yêu của mình nha. Để hẹn gặp lại cả nhà yêu video sau.